Xin chào các bạn, du học Canada là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các sinh viên muốn tìm kiếm cơ hội học tập và định cư tại xứ sở lá phong đỏ này. Lựa chọn này dành cho những sinh viên khá giỏi và năng động, muốn được học tập và làm việc trong một môi trường hiện đại, đa văn hóa với chất lượng giảng dạy hàng đầu tại Canada. Hiện tại, một trong số các ngành được nhiều em du học sinh lựa chọn nhiều nhất đó là ngành học quản trị kinh doanh. Không những thế, ngày nay còn rất nhiều sinh viên muốn đầu tư vào việc học của mình cao hơn. Thay vì dừng chân ở bậc cử nhân, nhiều sinh viên lựa chọn cho mình hướng đi cao hơn. Bằng chứng là họ chọn học lên chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Canada rất nhiều. Có rất nhiều bạn chọn học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Canada và thắc mắc liệu họ có được định cư sau khi học ngành này hay không. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Canada có được định cư hay không, thì hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chủ đề này nhé. Ở Canada, sinh viên quốc tế tốt nghiệp các chương trình thạc sĩ được quyền xin nhập cư ngay khi tốt nghiệp mà không cần thêm điều kiện gì. Ở tỉnh bang Ontario, họ yêu cầu có giấy chứng nhập được tuyển dụng của một công ty, đa số các tỉnh khác. Không chỉ vậy, những con đường xin nhập cư khác với tỷ lệ thành công cao, từ 83% đến 97%, cũng rất thuận tiện để sinh viên quốc tế xin thành công thường trú nhân trong thời gian từ 8 đến 16 tháng. Với sự chuyển hướng của số lượng lớn sinh viên quốc tế, những người có dự định ở lại quốc gia nơi du học làm việc vài năm, tích lũy kinh nghiệm hoặc mong muốn nhập cư, Canada trở thành điểm đến lý tưởng nhất. Các chương trình MBA được đánh giá chất lượng tốt ngang hàng với nhiều chương trình MBA trong top 100 chương trình MBA trên thế giới. Bằng thạc sĩ tại Canada có giá trị quốc tế nhờ chất lượng đào tạo xuất sắc. Với bằng thạc sĩ tại Canada, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi tìm kiếm việc làm trong môi trường quốc tế. Bạn có thể lựa chọn một trong hàng trăm chuyên ngành học phong phú nhất được đào tạo ở Canada. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc xin học, bạn nên đăng ký theo chuyên ngành mà bạn đã học ở bậc đại học. Riêng đối với khóa thạc sĩ, quản trị kinh doanh MBA, thì chỉ yêu cầu kinh nghiệm công tác từ 2 đến 3 năm trở lên. Bạn có thể theo học khóa học này dù chuyên ngành bạn học ở bậc đại học thuộc bất cứ ngành gì. Khi du học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Canada, bạn sẽ có rất nhiều lợi thế như cơ hội việc làm rộng mở. Bằng thạc sĩ tài chính kinh doanh tại Canada có giá trị quốc tế và được các nhà tuyển dụng nhân sự cao cấp đánh giá cao nhờ chất lượng đào tạo xuất sắc, tập trung vào thực hành. Vì thế, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội hơn khi tìm kiếm việc làm trong môi trường làm việc quốc tế tại Canada cũng như khi trở về Việt Nam. Thời gian học vừa phải, các khóa thạc sĩ kéo dài từ 1 năm rưỡi đến 2 năm, bao gồm cả thực tập. Tùy khóa học và trường bạn chọn, chi phí học phải chăng? Học phí tại đây được đánh giá là vừa phải so với các quốc gia khác. Các chi phí sinh hoạt như đi lại, ăn ở cũng được đánh giá là phù hợp với điều kiện môi trường học tập. Cơ hội làm thêm. Khi du học Canada, sinh viên có cơ hội đi làm thêm và có thêm thu nhập. Đối với sinh viên học thạc sĩ thì sẽ có những quy định về làm thêm nới rộng hơn sinh viên bậc cử nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như quá trình làm hồ sơ xin visa du học Canada, các bạn đừng ngần ngại và hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh Quận Nhất, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 028-3848-4879 tại chi nhánh Quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, Quận 5. Số điện thoại 028-3838-2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.